đi vậy bao lâu chia tiền lần? 3-4 tháng mới chia lần hả? Ở này có mấy giám sát hành trình đỡ hỗ trợ tiền dầu anh em. Đây có cái tủ lạnh mini cho anh thuyền trưởng nữa nè. Có cái lua luôn, lua thông báo anh em ngủ ở đâu tịch giấc vậy. Hello, xin chào mấy anh em. Mình đang có mặt tại cảng cá Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa. Ngay bên cạnh bên đây quay cho anh em xem một cặp ghe giã cào ha, rất là to. Ghe giã cào nhưng mà ở Khánh Hòa, nhưng mà đóng theo mẫu tàu cá ở trong miền trong anh em, đóng theo mẫu của quạt tàu cá miền Nam. Ghe gỗ ở ngoài lắp tiếp hết toàn bộ, ghe quá to luôn anh em. Ghe giã cào đang lấy đá để đi biển anh em, đang lấy tổn để đi biển. Dỡ sợ ghe giã cào dài tầm 20 mấy mét nha anh em, 3 tầng lầu cabin rất đẹp. Giã cào của Khánh Hòa đóng theo cột giã cào miền Nam cho anh em xem. Tàu cá đang lấy nước đá rất là ồn. Mình nghĩ là phải đi vô trong miền Tây, vô trong Vũng Tàu thì mới bắt gặp được những cái mẫu tàu cá, cái mẫu như thế này. Nhưng mà hôm nay mình đến cảng Cam Ranh là mình đã chiêm ngưỡng được cái mẫu tàu của tàu cá dùng Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre sử dụng cái mẫu tàu rất là giống nhau ha. Đó, tàu cá kia, tàu cá giã cào nha anh em, rất là đẹp. Xài cẩu 4 chân nè, đỡ sợ. Dài 23 mét hả? Dài có 23 mét đâu ta? 23 mét. Dạ. Dỡ chờ. Dỡ chờ chiếc giã cào không anh em? Sử dụng tẩu chân 4 chân nè. Ghe này đóng ở đâu mà cột lại là cột miền Nam ta? Đa phần ghe ở Khánh Hòa mình đâu có sử dụng cái mẫu ghe này đâu. Đóng ở Vũng Tàu. Đóng ở Vũng Tàu, vậy là anh đóng mới rồi đó luôn, không phải mua lại về hả? Này mà anh đi tầm bao nhiêu ngày mà anh vô lại? Trong ngày 7 ngày. 5-7 ngày. Lúc 5-7 ngày đi còn gì nữa ta? Đi nhanh hả? Lúc gặp cái thì 2 ngày về thì có cào khu vực cũng gần đây rồi. Giờ đi vậy bao lâu chia tiền lần?
3 4 tháng mới chuyển lần hả? Lâu quá. Năm chúng cho mấy người lưới quay đi vô lèo nào kia lèo đấy hả? Vậy phải ứng tiền miết cho làm gì? Thế sao? Ấn bỏ tiền là về cho vợ con tiêu chứ. Ba tháng bốn tháng chiên lần chắc chiên lần phải 40-50 chai chứ. Đỡ sợ tàu giả cào anh em. Anh nào chủ tàu đây? Chiếc dẻ tới còn bên cạnh này là chiếc dẻ lui ở cái khu vực dùng đường trung của mình, họ không gọi là tàu đực và tàu cái ha. Đây nó sẽ xuống hầm này nè, ở khu vực miền trung của mình họ không có gọi như trong miền Nam, họ gọi là dẻ tới và dẻ lui chứ. Hành lang của tàu dẻ nè anh em. Quay vậy đi nha. Em đi du lịch bụi á. Làm gì? YouTube á. Làm YouTube à? Vâng. Đây mình lên trên cái khu vực bồn lái của mấy anh em đi giải cào. Không, em làm YouTube chứ không phải phóng viên. Đấy, khu vực bồn lái của mấy anh em ghe giải cào. Máy này máy gì ta? Máy định dạng á. Định dạng, định dạng mà đây đời nào đây mà cái màn hình nó to dữ. Lâu. À, này chắc đời lâu hơn. Còn này cái định vị. Em cũng làm biển nhưng em làm đứng quay. Nhìn cái mùa đông đi quay chơi. Chô che cái chạp cabin, dở sợ cái chạp cabin của mấy anh em ghe cào. Đấy, chạp cabin của mấy anh em ghe cào nè anh em ơi. Đây là tầng trên cùng, tầng 3. Này là tầng 3, còn 2 tầng ở dưới nữa. Tầng này là tầng 1 rồi hả? Mới tầng 2, còn tầng trên nữa. Tầng dưới là có ngủ nghỉ được không? Dạ. Đây có cái tủ lạnh mini cho anh thuyền trưởng nữa nè. Có cái loa luôn, loa thông báo anh em ngủ ở đâu, trực giác vậy. Dỡ sợ bồn lái của ghe cào anh em. Tàu cào dài tầm 23 mét. Đấy, ghế của anh thuyền trưởng này nhìn biết không? Ở trong này mấy anh kỹ, mấy ảnh làm mà ngổ mà đánh bạc ni hết à. Dàn cabin rất là kỹ. Đặc biệt là trên ghe cào là mấy anh sử dụng các cái trang thiết bị điện tử, nó đơn giản nha anh em. Nó không giống như các cái tàu cá lưới rút của mấy anh em mình là giờ chụp, giờ quét rồi giờ nước rồi tá lã. Ở đây là mấy anh trang bị đơn giản là mấy bộ đàm. Mấy bộ đàm như là định dạng với định vị. Ở này có mấy giám sát hành trình đỡ hỗ trợ tiền dầu qua nè. Đi giải kèo này không có đâu. Bán gì là bé này? Đâu mà đi khơi ở dưới còn ghi lỏng đi này ai đâu hỗ trợ. Dạ. Nó có hỗ trợ nhưng mà khi mình đi ra tới cái vùng biên mà... Đâu có đi biên không? Dạ.
Ở đây kèo cũng lớn nhưng mà mấy anh không ai đi biên ha. Chắc anh mấy anh chỗ chắc biên là vài chỗ mà mình chịu luôn được đó tốt. Đây khu vực bồn lái của mấy anh tàu cào. Cái đường nó nhảy luôn đi. Ngoài một em một bên đó. Không lỗi thì chở đi ra gì lấy gì chở đi ra. Anh cho hỏi anh biết ghe mình chạy mấy gì không? Cái pin 12. Cô pin 12. Ở đây là tàu cá giã cào của Khánh Hòa, nhưng mà mấy anh em làm việc trên tàu là người Phú Yên cũng rất là nhiều ha. Vô đây gặp gặp đồng hơn. Có chứ, em cũng làm biển chung với cái đoàn an ninh ở ngoài đó mà. Vậy là mấy anh em trên tàu cào này mới ở An Ninh, ở An Ninh Đông. Dù có chiếc ghe chở màu do tôm hùm khẩm mềm luôn. Dỡ sợ. Kèo này kèo lớn nhưng mà anh đi lòng ha, không đi khơi. Hầm mấy tôi thích ta. Thấy gì vậy ta? Mấy anh em trên cây cào đang sinh hoạt. Rồi bố về đi biển anh. Bố về đi biển. Đây anh em, tàu cào 3 tầng lầu sử dụng phun min 12. Anh em mẫu ghe giã cào của Cam Ranh xuất xứ Vũng Tàu. Mình có hỏi thăm anh chủ tàu là nói là tàu này anh mua lại ở trong Vũng Tàu. Đây chiếc này với chiếc bên này là một cặp này. Đấy. Chiếc này là chiếc giã lui. Chiếc tới là 23 mét thì chiếc lui này tầm 17 mét à. Chiếc giã lui nè anh em. Chiếc giã lui này có lẽ là chiếc nhỏ ngày xưa của ảnh. Chiếc này là phò của Nha Trang Khánh Hòa. Này chiếc giã lui này phọt Nha Trang Khánh Hòa. Ở Khánh Hòa làm nghề giã rất là phát triển ha anh em, cả cái vùng Cam Ranh rồi cái vùng Nha Trang và cái vùng của Liên Sơn. Ở đây họ phát triển mạnh nghề giã và ngờ lưới cảng thì đặc biệt ở Cam Ranh, chứ còn ở và ngờ lưới cảng thì đặc biệt ở Nha Trang, chứ còn khu vực Cam Ranh với là Liên Sơn là mấy ảnh làm cái ngờ giả là chính. Hầu hết tàu cá lớn ở Liên Sơn là làm cái ngờ giả chính, chứ mình không có thấy làm những cái ngờ lưới quay hay là lưới cảng. Bên này biển im, anh lấy tổn chuẩn bị đi lại hết trơn rồi. Cho em đi vòng em tham quan chút nha. Dạ dạ. Mình hỏi ý kiến anh chủ tàu để đi một vòng để tham quan ghe tàu tí xíu ha. Mình làm việc thì nó bài bản lắm, đi tới đâu là mình ở thăm xin phép anh em tới đó.
Đây, ở đây là chiếc dẻ lùi nè anh em. Lên trên ghe dẻ để quan sát những cái dây mũi của chiếc ghe dẻ cho anh em xem. Cái neo dở sợ. Cái neo này chắc hai tẹ quá trời. Dở sợ cái neo anh em. Neo này có sắp xỉ hai tẹ. Nhìn cái mỏ neo với cái đốc neo ớn ăn. Em sử dụng sợi dây neo chắc khuy 36, 38 gì. Còn này chắc khuy 38 à. Đây mình đang đứng trên bon của chiếc dẻ lùi. Cái kết cấu của ở phần bồng mũi của mấy anh em dẻ cào nè khác với lưới rút ha. Mình không phải là chuyên môn của ghe dẻ cào. Dở sợ đồ ngờ anh em. Dẻ lùi của mấy anh em Cam Ranh Khánh Hòa. Đây khu vực cảng Cam Ranh nè anh em. Này là chiếc của mình đang đứng trên chiếc dẻ lùi. Còn phía lúc nãy mình quay bên kia là chiếc dẻ 23m của sử dụng máy Comin K12. Chiếc dẻ tới thì anh mua ở trong vùng Vũng Tàu về. Còn chiếc dẻ lùi này là chiếc dẻ cũ của anh khoảng tầm 18m 8-17m thôi. Ok, xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở một cái video tiếp theo về cái nghề dẻ cào ha.